Thưa quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN, nhằm tạo cơ hội cho các anh chị em cựu tù nhân chính trị Việt Nam có dịp gặp nhau, thăm hỏi, chia sẻ những vui buồn và kinh nghiệm sống tại quê hương thứ hai, Hội Ái hữu cựu tù nhân chính trị tại tiểu bang Pennsylvania đã tổ chức một buổi họp mặt thường niên vào lúc 12 giờ trưa ngày 20 tháng 12 năm 2015 tại nhà hàng Sài Gòn Maxim, thành phố Philadelphia. Mở đầu là nghi thức chào quốc kỳ Việt Mỹ, phút mặc niệm. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày vô năm thứ hai của ca nhạc dị Việt Kiều. Kế đến là lời chào mừng của ông Võ Thế Hiệp, hội trưởng kiêm trưởng ban tổ chức. Hàng năm, hội ái hữu chúng tôi tổ chức họp mặt thường niên để ta có dịp gặp gỡ nhau và hàn huyên tâm sự. Một lần nữa chúng tôi xin rất chân thành cảm ơn quý vị. Quý vị đã bỏ thời giờ quý báu trong thời gian lễ, hai cái lễ liên tiếp để đến với chúng tôi. Điều đó chứng tỏ rằng người cựu tù nhân dân trị trong lúc bị lưu đày quê nhà, lưu vong ở ngoại quốc, ở nước ngoài, luôn luôn được sự thương mến của đồng bào của họ. Tiếp theo là phần phát biểu của đại diện các cộng đồng và cựu tù chính trị. 10 năm trong tù ra thì quý vị thấy tâm hồn nó, tinh thần nó số thấp lắm. Qua đây là mọi việc bắt khởi đầu, rồi chúng tôi mới gọp lại thăm anh em từ ở Việt Nam qua và đã thành lập một cái hội còn tồn tại đến hôm nay. Trong quá trình 23 năm, 10 năm đầu, Hội Ái hữu đã làm những công việc vô cùng quý giá. Với khoảng trên 200.000 đô la, với sự đóng góp của đồng hương ở trên toàn nước Mỹ và đặc biệt tại Philadelphia, Hội đã gửi về cho khoảng 12.000 thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Cuối cùng là một chương trình văn nghệ do các con em của cựu tù chính trị trình diễn. Nguyễn Đình Toàn tường trình từ Philadelphia.